Marie Curie, câu chuyện thần kỳ của người phụ nữ hiến thân cho khoa học. Marie Curie là nhà vật lý học, nhà hóa học Pháp gốc Ba Lan, nổi tiếng toàn thế giới về việc nghiên cứu chất phóng xạ. Bà là người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới hai lần được nhận giải thưởng Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, được suy tôn là nữ bác học xuất sắc nhất trên toàn thế giới. Cuộc đời của Marie Curie là một câu chuyện thần kỳ với rất nhiều sự tích vĩ đại. Bà đã dành toàn bộ tâm trí, nhiệt tình và sinh mệnh của mình cống hiến cho sự nghiệp khoa học. Bà là tác giả của một tuyên ngôn nổi tiếng. Trong khoa học, điều quan trọng là phát minh ra cái gì, chứ không phải là bản thân là nhà nghiên cứu. Nữ sinh nghèo đam mê khoa học. Marie Curie sinh ngày 17 tháng 11 năm 1867 tại Warsawa, Ba Lan. Ngay từ nhỏ đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người và không chùn bước trước bất cứ một khó khăn thử thách nào để đến với thế giới khoa học rộng lớn, bí hiểm và lý thú. Vì chính phủ Ba Lan thời đó không nhận phụ nữ vào học đại học, Marie Slodowska đành phải học tại trường đại học lưu động do một số trí thức yêu nước bí mật ở Ba Lan lập ra. Cuộc sống gia đình của Maria đã ít vui vẻ, tình hình quốc gia cũng chẳng sáng sủa hơn. Vào khoảng năm 1872, khi Maria lên 5 tuổi, nước Ba Lan của cô bị xâu xé bởi ba đế quốc Nga, Đức và Áo. Miền quê hương của cô thuộc khu vực ảnh hưởng của Sa Hoàng. Sau cuộc cách mạng nhân dân thất bại năm 1831, vua Nicholas nước Ba Lan dưới sự giật dây của nước Nga đã thẳng tay đàn áp các phần tử cách mạng ái quốc, cầm tù, đày ải, tịch biên gia sản. Ngoài ra, chính quyền còn cố tình áp dụng một đường lối giáo dục rất vô nhân đạo, chính sách ngu dân. Thời bấy giờ, khoa học và triết học bắt đầu phát triển mạnh tại châu Âu. Vậy mà các tư tưởng Auguste Comte, Darwin, những phát minh của Pasteur, Faraday không thể lọt nổi vào nước Ba Lan. Để có tiền đóng học, Marie phải làm gia sư cho một nhà điền chủ giàu có trong vùng. Sau 5 năm làm gia sư, khi đã 24 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của người chị cả, Marie được sang Paris học tại trường Đại học Sorbonne, một trường đại học danh tiếng coi trọng trí thức và nhân tài, trân trọng người có học vấn cao. Tại đây, Marie dành tất cả thời gian và tâm sức cho học tập và nghiên cứu khoa học. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến Paris, nhờ những nỗ lực phi thường, Marie đã nhanh chóng trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học Sorbonne. Ngay khi đang còn là sinh viên năm thứ ba, Marie đã được cấp bằng thạc sĩ vật lý và đến năm thứ tư được cấp bằng thạc sĩ số học. Ngoài ra, Marie còn nói, viết thành thạo các thứ tiếng Pháp, Nga, Anh, Đức và quyết tâm làm luận án tiến sĩ vật lý. Tiền học phí đại học của Marie chủ yếu trông vào số tiền đã dành dụm được trong 5 năm làm gia sư. Cô không có tiền thuê người giúp việc, không có tiền mua thịt. Có khi mấy tuần liền chỉ ăn bánh mì với nước trà, thỉnh thoảng mới được ăn một vài quả trứng, một thỏi sô-cô-la hay một trái táo. Sinh hoạt kham khổ khiến Marie bị bệnh thiếu máu hay bị ngất. Cô cũng không có thời giờ để tính chuyện yêu đương và hôn nhân. Song chính trên con đường gập ghềnh và trong gai chinh phục đỉnh cao khoa học, Marie Klodowska đã gặp và kết hôn với một nhà khoa học danh tiếng của Pháp, Pierre Curie. Hôn nhân định mệnh tạo nên bước ngoặt cuộc đời. Tình yêu với Pierre Curie là mối tình thứ hai trong cuộc đời của Marie Klodowska. Năm 19 tuổi, khi đang làm gia sư, Marie đã có mối tình đầu thơ mộng với anh con trai nhà chủ. Vào kỳ nghỉ hè, Casimir, cậu con trai nhà chủ là sinh viên từ thủ đô về nhà đã đem lòng yêu mến cô gia sư, có làn da trắng mịn, tóc vàng óng, đôi mắt to, thông minh, đầy sức quyến rũ. Cô còn giỏi khiêu vũ, bơi thuyền, trượt tuyết, cử chỉ nhã nhặn, lại có năng khiếu văn chương. Hai người yêu nhau say đắm và đã bàn đến chuyện kết hôn, song mối tình của họ không được cha mẹ của chàng trai chấp nhận. Thêm vào đó, về phía Casimir, do bản tính nhút nhát, nông nổi đã ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, lập tức bỏ rơi Marie, trở về trường đại học. Sự kết thúc của mối tình đầu ngắn ngủi đã gây cho Marie một cú sốc đến mức tìm đến cái chết, may mà cô bạn thân đã đến kịp. Những ký ức nặng nề của mối tình đầu cộng với sự bận rộn của việc học hành và nghiên cứu khoa học, Marie hầu như không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng như một sự bù đắp, khoa học đã đem lại cho cô một người đàn ông giỏi giang, tâm đầu ý hợp. Vào đầu năm 1894, Marie nhận lời mời của Hội Doanh nghiệp Pháp nghiên cứu từ tính của các loại thép. Marie phải nhờ đến sự trợ giúp của một giáo sư vật lý gốc Ba Lan. Vị giáo sư này đã giới thiệu Marie với Pierre Curie, trưởng phòng thí nghiệm của trường vật lý Paris. Pierre Curie lúc đó đã 35 tuổi, chưa vợ, nổi tiếng về những phát minh về hiện tượng điện áp, về chất cân và định luật từ tính mang tên Curie. Nhà vật lý học tài ba này cũng mang tâm hồn nghệ sĩ, cũng viết văn và làm thơ, yêu âm nhạc, say mê khoa học. Chỉ vài tháng sau khi gặp gỡ, Marie và Pierre đã yêu nhau và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Lễ cưới của họ hết sức đơn giản, không có nhẫn cưới, tiệc cưới, không có cả nghi thức tôn giáo. Họ đạp xe về nông thôn hưởng tuần trăng mật. Ngay cả trong tuần trăng mật, họ cũng nói rất nhiều về lý tưởng, công việc và các thí nghiệm.
Hai năm sau ngày cưới, Marie Curie sinh con gái đầu lòng và chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ vật lý. Bà đã chọn hiện tượng phóng xạ của nguyên tố urani làm đề tài nghiên cứu. Phải chạy vậy mãi, hai vợ chồng Pierre Curie mới mượn được một gian hầm ẩm thấp để làm phòng thí nghiệm, với hàng ngàn phép tính toán và đo đạc. Ngót chục năm sau, hai vợ chồng Curie phát hiện ra một nguyên tố phóng xạ mới có cường độ phóng xạ mạnh gấp 400 lần so với urani nguyên chất. Bà đã dùng tên của Tổ quốc Ba Lan để đặt tên cho nguyên tố đó, Poloni. Ít lâu sau, hai vợ chồng lại phát hiện thêm nguyên tố có cường độ phóng xạ cực mạnh, đó là radi. Vì tinh luyện radi từ quặng Pepper Lung rất vất vả và tốn kém, hai vợ chồng Curie quyết tâm tìm cách sáng chế. Sau 4 năm trời với hàng ngàn thí nghiệm, hai vợ chồng Curie đã luyện thành công chất radi. Với thành công này, năm 1903, Viện Khoa học Hoàng gia London trao tặng hai ông bà huy chương Davy và một tháng sau, Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển trao tặng hai người giải thưởng Nobel vật lý. Trường Đại học Paris phong tặng bà Marie Curie danh hiệu tiến sĩ khoa học vật lý xuất sắc. Nhớ lại thời gian ấy, Marie Curie nói, sau khi từ phòng thí nghiệm trở về nhà, đầu óc chúng tôi vẫn cứ còn vương vấn về hiện tượng lạ trong phòng thí nghiệm. Tôi rủ Curie quay lại, vừa mở cửa cả hai chúng tôi sững sờ vì muối radi trong lọ phát ra tia huỳnh quang màu xanh lấp lánh như sao trên bầu trời đêm. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau ứa nước mắt vì sung sướng. Gần 4 năm trời ròng rã đó, chúng tôi không có tiền, cũng chẳng một ai giúp đỡ. Song tôi có thể nói không chút khoa trương rằng, mấy năm đó là thời kỳ anh dũng và cũng hạnh phúc nhất trong cuộc sống của hai vợ chồng tôi. Năm 1906, một tai họa đã đột ngột giáng xuống cuộc đời của Marie Curie. Trên đường tới Viện Hàn lâm Khoa học, Pierre bị tai nạn giao thông và qua đời. Marie Curie không chỉ mất đi một người chồng hết mực yêu thương, mà còn mất đi một chiến hữu đồng cam cộng khổ, một chỗ dựa vững chắc trên con đường vươn tới đỉnh cao khoa học. Một năm sau, Marie Curie được nhận chức giáo sư thay thế chồng giảng dạy tại trường đại học và trở thành nữ giáo sư đầu tiên ở trường đại học Paris. Với nghị lực phi thường, vừa phải một mình nuôi hai con nhỏ, vừa đảm đương công việc dạy học và nghiên cứu khoa học. Năm 1911, Marie Curie lại một lần nữa nhận giải Nobel hóa học. Chính phủ Pháp quyết định tặng bà huân chương Bắt đầu bội tình.